Xin kính chào quý vị các bạn. Hiện tại mình đang có mặt tại nhà của anh Hiếu ở Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang để tiếp tục quay video chia sẻ cho quý vị và các bạn xem thêm một số cái máy phôi ha. Nay thì giá rất mềm quý vị, như cái này có 300 ha. Bao ship luôn, rất mong quý vị ủng hộ cho anh Hiếu ha. Bên đây thì cái này có 150 nè. Chào anh. Rồi chào Tâm, dạ kính chào các cô chú anh chị. Hôm nay thì em cũng tiếp tục lên lô máy phôi mới giả Hữu Đức. Mặt bông thì từ 5 tới 12 cánh. Kính mong các cô chú anh chị xem hết video tham khảo ủng hộ cho em. Số điện thoại Zalo của em là 039 249 6865 cũng là số Zalo của em. Thì em cũng cảm ơn các cô chú anh chị đã ủng hộ cho em lúc trước ha. Dạ thôi không mất thời gian cô chú anh chị, em tiến hành vào mã số 25 nha cô chú anh chị. Rồi 25 ha. Em dán bài ha. Chiều cao nó là 68. Khâu đế nè. Hoành nó là 13. Quyền khâu đế rồi. Nhỏ nhỏ mà đấy khủng khiếp mà. Trời bài thì xuống hả quý kính chị. Rồi cây số 25 em giao lưu giá là 250. 250 thôi. Nôm 6. Cây số 26 em dán rất là đẹp luôn. Chiều cao nó là 45. Hoành là 17. Độ sổ nó là 23. Rồi cây số 26 vô lưu giá là 400. Rồi 400. Cây số 27 chiều cao nó là 47. Quạnh đây là 17 có hơn hả cô chú anh chị? Để cộng lực lực không à. Rồi cây số 27 vô lưu giá là 300. Rồi 300. Cây số 28, một em lùng lực rồi, rất là đẹp luôn. Chiều cao nó là 39. Hoành vị trí là 20, có hơn. Để một bích nồi luôn, bích bầu luôn. Rồi mã 28 em vô lưu giá là 500. 500. Cây số 29. Tại chỉ cần lật lư luôn hả chú chị. Chiều cao nó là 92. Quạnh đây là 20. Đây nó có dấu giá nó bứng nó bị thẹo hết mấy hả chú chị. Cụ nở luôn, dán siêu phong luôn. Tại chỉ cần lật lư luôn. Rồi cây 29 em giao lưu giá là 450. 450. Cây số 30. Chiều cao nó là 17. Quạnh đó là 21. Cây này cái ngâm rất là đẹp luôn. Ghép 1, 2 boy cho hát cô chú anh chị. Rồi cây 30 em giao lưu giá là 200. 200. Cây 31. Một em vẫn đổ vẫn bài dựng được hát cô chú anh chị. Cao nó là 40. Quạnh đây là 14. Đấy, rất đẹp luôn. Rồi cây 31 vô lưu giá là 200. 200. Cây số 32. Chiều cao nó là 74. Quạnh ở vị trí này là 21. Quên một nồi đế không hả cô chú anh chị. Rồi cây 32 em vô lưu giá là 300. Rồi 300. Cây số 33. Chiều cao nó là 48. Hoành vị trí này là 16,5 tính 16. Đế ngầm rất là đẹp luôn. Đồ sổ, sổ nó là 25. Rồi cây 33 em giao lưu giá là 300. Rồi 300. Cây số 34. Chiều cao nó là 54. Hoành của nó là 14,5 tính 14.
Rồi cây 34 vô lưu giá là 150. 150. Cây 35. Chiều cao nó là 56. Hoành nó là 16. Rồi cây 35 em giao lưu giá là 150. 150. Cây số 36. Em dán bài đó đẹp luôn ha chú anh chị. Chiều cao nó là 29. Hoành đây là 17 rưỡi, tính 17. Rồi cây 36 giao lưu giá là 200. 200. Cây số 37. Chiều cao nó là 30. Hoành đây là 15 rưỡi, tính 15. Đây quái, đấy cũng quái ha quý anh chị. Rồi cây 37 giao lưu giá là 200. 200. Cây 38. Anh dán bài ha quý anh chị. Chiều bay nó là 45. Hoành vị trí này là 14 rưỡi, tính 14. Rồi cây 38 giao lưu giá là 200. 200. Cây số 39. Tại chị Tình rất là đều luôn ha quý anh chị. Chiều cao nó là 64. Hoành vị trí nó là 17. Tại chị Tình là đều luôn, không thiếu chi nào luôn. Rồi cây 39 giao lưu giá là 250. 250. Cây 40, một em dán đổ rất là đẹp luôn, đế quái luôn. Chiều đổ nó là 24, quạnh đây là 15, đế quái luôn ha chú chị. Đổ cực kỳ đẹp luôn. Rồi cây 40 em giao lưu giá là 150. 150. Cây số 41. Chiều cao nó là 49. Hoành vị trí này là 17 rưỡi, tính 17. Rồi cây 41 em giao lưu giá là 200. 200. Cây số 42. Chiều cao nó là 53. Hoành đây là 14. Cái này tán đồ đinh chơi ghép boy hay boy chơi đẹp hơn hai cô chú anh chị. Rồi 42 vô lưu giá là 150. 150. Số 43. Trẻ mất trúc hơn cô chú anh chị. Chiều cao nó là 70. Hoành vị trí này là 17 có hơn. Rồi 43 em giao lưu giá là 200. 200. Cây số 44. Tại chị cần đều luôn ha chú anh chị. Chiều cao là 77. Hoành đây là 19 rưỡi, tính 19. Rồi cây 44 em giao lưu giá là 300. Rồi 300. Cây 45. Chiều cao nó là 60. Hoành ở đây là 19 nhưng mà nó cấn cấn tính 18 thôi ha cô chú chị. Rồi 45 em giao lưu giá là 250. 250. Cây 46. Chiều cao là 44. Hoành đây là 15.
Đây nơm đẹp luôn ha cô chú anh chị. Này cắt tán đồ đình ghép ha cô chú anh chị. Rồi 46 em giao lưu giá là 150. 150. 47. Cao là 60. Quanh thì 15. Bốn mươi bảy em giao lưu giá là 150. 150. 48. Cây này cây cuối. Ủa em còn cái lô 6 cây nữa nha cô chú anh chị. Chiều cao nó là 70. Quanh là 15 rưỡi, tính 15. Cây 48 em giao lưu giá là 150. Thôi, 150. Rồi, cuối clip em có lô 6 cây nè ha cô chú anh chị. 6 cây. À, 6 cây. Để gửi cho cô chú anh chị về nuôi dưỡng lại ha, ghép về ghép ha. Cây này nhỏ nhất á là nó 11. 11 2 cây 11. Cây này 12. Cây này 13. Cây này là 18. Cây này là 16. Như hai cây 11, 12, 16. Nói chung để rẻ cho cô chú anh chị là 6 cây này là 600 ngàn thôi. Chạy nhiên 100 ngàn cây hả cô chú anh chị? Rất mềm ha. À, bao ship luôn. Bao ship cho cô chú anh chị luôn. Rồi thôi cuối clip em cũng xin chân thành cảm ơn các cô chú anh chị đã xem hết video. Mong các cô chú anh chị tham khảo ủng hộ cho em. Dạ, em xin cảm ơn. Rồi cảm ơn quý vị đã xem hết video ha. Rất mong quý vị ủng hộ cho anh Hiếu. Xin chào và hẹn gặp lại.